Rồi mời các bạn xem, mời các bạn xem một số hình ảnh đây là cái cầu St. Vincent Thomas Bridge ở từ, nó dẫn từ bên Long Beach qua bên thành phố San Pedro. Nó giống cái cầu Bắc Mỹ Thuận ở Việt Nam không các bạn? Đó, thì cái cầu này đã được sửa lại cách đây cũng mấy năm, 10 năm đổ lại. Các bạn thấy họ sơn này kia rất là đẹp. Thì cái cầu này sẽ dẫn các bạn đi qua bên thành phố San Pedro. Bên thành phố San Pedro thì nó có những cái viện bảo tàng, trong đó có một viện bảo tàng là hôm nay Jimmy với lại Michael sẽ gửi các bạn tới xem. Các bạn sẽ xem cái viện bảo tàng này. Nó là một cái chiến hạm, là một cái battleship Iowa. Oh. Yeah. Oh no. Anh cầm lại, anh coi. Okay, okay. Anh coi luôn nhiều kilo rồi anh chia sẻ cho các bạn luôn, chút nữa mình nhớ về cái gì mình làm. Thank you Joseph for sharing. Wow. Bao nhiêu? 20 ký không? I can't let you take it. Yeah. Okay, so, okay. Actually for safety purposes. Wow. Yeah. Would you like to hold it? Yeah. Khoảng bao nhiêu ký anh? 20 ký, khoảng 20 ký hả? Các bạn có thể lên trên mạng xem thêm những cái thông tin, và Michael với lại anh Jimmy sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin sau đây. Một lần nữa, cái cầu này các bạn nhìn thấy quen quen không? Bên trái là container, nó cái cảng lớn thứ nhì của Mỹ là cảng Los Angeles. Nó vừa là cảng Long Beach và nó nối luôn phía bắc của cái cảng này, đó là cảng Los Angeles. Coi như lấy cảng Long Beach và là cảng Los Angeles rồi dựng lên bên trái và thẳng hoài. Thì các bạn thấy mình cách đây năm ngoái mình có đi qua bên đây với lại một người bạn anh Tiến Dũng, mình quay để mà xem. Ban đầu lúc đó mình tưởng là cái cảng này là Sevenfast sẽ về đây, nhưng không phải. Sevenfast đã cập về cái cảng ở phía bắc Benicia thuộc về San Francisco đó. Thì các bạn xem, đây là một cái cảng mà lớn thứ nhì như Michael đã chia sẻ lúc nãy. Trước khi qua San Pedro, mình sẽ qua một cái cầu nữa nha các bạn ha. Thì một cái cầu nữa, đúng ra cái cầu vừa mới đi qua đó không phải là San Vincent. Cái cầu chắp sửa trước mặt mình mới là San Vincent. Nó giống như cái cầu ở phía bắc của San Francisco. Các bạn thấy không? Cái cầu phía, nó là Terminal Island, các bạn đi qua đây. Thì mình sẽ tới cái khu bảo tàng bên cạnh, ở bên nó gọi là Port of Call. Nó là một cái khu đi bộ mà trong đó, ngay bên gần bên đó luôn, nó cũng có cái đài tưởng niệm của Nam Triều Tiên. Theo Michael đọc thấy là nó cũng có một cái đài tưởng niệm của chiến tranh của Nam Triều Tiên. Tại vì các bạn biết rồi, lúc mà chiến tranh của giữa Mỹ với Triều Tiên với Nam Triều Tiên, thì Mỹ cũng lúc đó sẽ dùng cái cảng này để mà chứa những cái vũ khí chiến tranh. Cảng Long Beach là một trong những nơi mà lúc Thế chiến thứ hai và chiến tranh của Nam Bắc Triều Tiên đó, thì nước Mỹ này cậu, nước Mỹ này họ dùng cái cảng này để mà chứa tất cả những cái vũ khí và những cái đồ mà của tiếp viện cho Nam Triều Tiên cái thời chiến tranh của Nam Bắc Triều Tiên đó các bạn ha. Anh Jimmy chia sẻ cái lúc đó đó, anh Jimmy chắc cũng biết cái chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên đúng không? Yeah, có anh biết, có thể chia sẻ thêm những cái gì anh cảm nghĩ về cái chiến tranh đó, lúc đó như thế nào mà anh thực ra thì nếu như hôm nay á, mình đi tới cái bảo tàng này, mình sẽ find out ra được nhiều cái thông tin chia sẻ cho các bạn thêm, đặc biệt về cái chiến hạm Iowa. Thì anh Michael cũng đã tìm hiểu một chút xíu sau khi mình đi đến nơi
mình sẽ xem tận mắt, rồi mình sẽ phân tích thêm nhiều cái thông tin cho các bạn. Bây giờ mình cũng đã gần tới nơi rồi. Các bạn đợi một chút xíu xong mình anh sẽ phải. Sẽ tới tới nơi. Dạ, các bạn thấy phải không? Michael với lại anh Jimmy sẽ phối hợp chia sẻ những hình ảnh và những thông tin cho các bạn ha. Thì mình nói chung là cái nơi đây thì Michael nói chung với các bạn là Michael cũng đã qua nhiều lần đó, cái chiến hạm nó ngay bên đó anh. Dạ. Đó. Anh đánh về giữ Harbor Boulevard nè. Michael lớn lên ở đây cho nên lúc trước Michael cũng hay thường qua đây chơi. Michael lúc nhỏ cũng thích đi đây với lại bà bố của Michael hay cũng hay chở qua bên đây chơi lúc đó là. Cái tàu chiến Iowa này nó có những cái lịch sử rất là hay, lát nữa anh Jimmy với lại Michael sẽ chia sẻ với các bạn để mà các bạn hiểu thêm tại sao đất Mỹ thì các bạn biết rồi, đồ quân sự nó rất nhiều, cho nên mình sẽ từ từ mình chỉnh chia sẻ với các bạn qua channel của Jimmy. Jimmy sẽ có một cái channel nói về những cái đồ, phải không Jimmy? Anh có thể chia sẻ thêm sơ sơ về thì cái channel sắp tới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái channel về các thiết bị quân sự mà mình tìm hiểu cũng như là để cho các bạn cùng thấy, thì hy vọng là các bạn sẽ có nhiều cái điều thú vị khi xem nó. Hôm nay ngày cuối tuần thì chắc chắn là phải cũng đông. Rồi mình giữ là bên trái đó anh vô cái đèn đỏ dưới quả trái. Không cũng không đông lắm đâu. Turn left. Dạ, không đông ha. Không okay. Đông lắm. Good, good. Cái parking còn trống. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình phải mua cái ticker. À, ticker đậu. À. Cái tàu chiến Iowa này là số 61 nha các bạn. Battleship Iowa. Đó. 2012 nó lẽ là nó 10 năm rồi, nó được 10 năm. Yeah, nó đầu là 11 năm rồi. Đó, public tour từ mỗi ngày nó từ 10 giờ sáng cho tới 6 tới 4 giờ chiều. 4 giờ nó có chiều. Những chào các bạn. Tour. Michael đã anh Jimmy đã đến cái chỗ đậu xe của chiến hạm số 61 BB-61 Iowa. Chiến hạm này Michael chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin lịch sử của chiếc Iowa, chiến hạm Iowa. Chiến hạm Iowa là cái tên của một cái tiểu bang, một trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là Iowa. Thì nó năm 1939 nó đã thả xuống dưới nước một tây tháng 7 năm 1939 ha các bạn ha. Được thả ở bên phía Thái Bình Dương, lúc đó là thả ở bên chiến Đại Tây Dương, Atlantic Ocean các bạn. Cái xưởng đóng tàu đó là New York Naval Yard, là lúc cái tàu này đã được thiết kế ở bên trước đó ở bên cái xưởng tàu New York là bên miền đông đó các bạn ha, cái chỗ nữ thần tự do đứng đó. Thì cái tàu Battleship này đã được đóng ở đó và được thả xuống dưới nước năm 1939. Đúng ra thì thả xuống nước năm 1942. Năm 1942 ngày 27 tháng 8 ha các bạn. Ngày 27 tháng 8 đã thả xuống dưới nước năm 1942. Năm 1990 đó decommissioned là cái tàu, cái chiến hạm Iowa sẽ được ụ lại và dùng để làm cái một cái việc bảo tàng. Do đó thì như các bạn đã thấy ở đây và thời gian trôi qua, viện bảo tàng thì đã chọn thành phố San Pedro của Los Angeles là để cái tàu chiến hạm này. Các bạn có thể thấy phía sau lưng của Michael, như lúc nãy Michael chia sẻ với các bạn, nó là thuộc về LA County, nó thuộc về Nam California, LA County. Chiến hạm này trong cái thời chiến tranh, như Michael nói là đúng, chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và chiến tranh lạnh, chiếc tàu Iowa Battleship đã dùng cho bên phía Thái Bình Dương. Đã được relocate bên Thái Bình Dương trong cái thời điểm đó.
thì các bạn có thể cập nhật thêm những tin ở trên mạng ha, để Michael chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà Michael thấy nắm được ở đây. Chiếc tàu chiều dài là 270.43 mét, cái chiều dài, và cái vận tốc nó có thể lên tới 33 knot hoặc là 38 mile/h, là khoảng chừng phỏng chừng 61 km/h ha các bạn. Cái tối đa mà cái tàu có thể là cruise đó, đi được đó. 151 officer, người ở bên hải quân. Cái tàu chứa được 151 officer, 2637 thủy thủ ở Thế chiến thứ hai World War II, coi như là khoảng chừng gần 3.000 người. Đúng rồi, 151 officer và 2637 thủy thủ, coi như cái tàu này cũng khá nhiều, cũng khá đông người. Wow, nhớ các bạn ha. Mình cái nửa tí xíu nữa Michael chia sẻ với các bạn những cái thông tin chi tiết hơn, thì các bạn có thể vào trong đó xem. Rồi, để Michael những cái thông tin mà cần cập nhật thì Michael sẽ cập nhật cho các bạn biết thêm. Ok, để Michael xem nó có float, chiếc tàu chứa được máy bay, mà máy bay trên nước, trực thăng ha các bạn ha, và những cái đồ và thiết bị mà dùng cho trên tàu, cho hải quân. Ok, nè, Korean War đã dùng trong thời điểm đó. Cái thời điểm đó là chiến tranh thứ hai, là tổng thống là ông tổng thống Franklin Roosevelt ha các bạn ha. Ông tổng thống Roosevelt đã lúc đó đã chỉ định những cái về vấn đề về quốc phòng của Mỹ, cái thời chiến tranh thứ hai và chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Cái đó là những cái mà Michael đang chia sẻ đây. Ok, construction, Korean, ok, để Michael xem. Ok, cấu trúc của chiếc cái tàu này lúc nãy mình nói rồi, cái chiều dài. Bây giờ có cái tin cái gì mà Michael có thể chia sẻ? Ok. Chiếc tàu được coi như là có 7 cái súng, mà có thể là súng pháo đài đó các bạn ha. Nó có thể là, để Michael chia sẻ với các bạn. Ok các bạn, Michael đang đứng ở cái Battleship Iowa Museum đó, thì lúc nãy Michael cũng chia sẻ lúc đầu thì 1990 thì là cái tàu này đã ụt lại để làm thành cái việc bảo tàng năm 1990. Mà nó thả xuống nước năm 1939, năm 1942, cái thời Thế chiến thứ hai. Nó đã dùng cho chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Mời các bạn, đây là anh Jimmy, xin lỗi, anh Jimmy cũng đi đùng tháp tùng với Michael đi qua, hôm nay là một ngày đặc trời. Anh Jimmy có thể chia sẻ một những cái... Thì, xin chào các bạn, hôm nay mình với anh Michael đến tận mắt tham quan và đi lên trên cái bon của cái chiến hạm Iowa. Thì nó cũng có một những cái đặc điểm nổi bật so với các cái vũ khí thiết bị của Mỹ hiện đang nằm ở trong việc bảo tàng cho công chúng thử ngoạn. Đó cũng là một cái điều hay để cho người ta có thể thấy cái vũ khí nó cũng không đơn thuần là một cái phương tiện để mà gây ra chiến tranh, mà nó cũng có thể cho người dân, cũng như đặc biệt là những cái tuổi trẻ có thể hiểu được là cái quá trình lịch sử gây dựng của một cái quốc gia nó có những cái đặc điểm gì, là nó có đã diễn tiến như thế nào, để mình có thể tìm hiểu thêm về cái lịch sử cũng như cái thiết bị của cái quốc gia đó, chứ không đơn thuần nó chỉ là một cái vũ khí chiến tranh. Thì hôm nay tôi và anh Michael tận mắt lên trên bon tìm hiểu thêm chi tiết thêm, chia sẻ cho các bạn cùng biết và cùng tham quan với chúng tôi. Dạ, rồi vậy thì mời các bạn đi theo từ này vào trong tham quan chiếc Iowa. Hai đứa mình nói là nó vô nha Jimmy. Jimmy. Mời các bạn, đây là cái tàu chiến. Đó, thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vô trong, đi vào trong. Những người bản xứ đây họ cũng, các bạn thấy không? Những người bản xứ họ cũng đi vào đây. Họ
những cái cầu hồi nãy lúc mình đi xuống đó các bạn, ở bên Long Beach đó. Morning. Hey, we have two people. Can I? Good morning. Morning. How are you doing? Welcome aboard. Where are you guys from? Local or from out of town? Yeah. We are from Orange County. Orange County? Yes, sir. Thanks for giving us a visit. Salute. Iowa is a self-guided tour. Watch your step everywhere. You're going up and down lots of ladders. So watch your step, watch your head. Take as many pictures as you Thank want. Thank you. And just enjoy the tour. Mm-hmm. They'll take care of you right up there where it says entry, okay? Yeah. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day. You too. Morning. Can I have some ticket? All right, two tickets to Adult, yep. or paying together or separate? Yeah, together. Together. Okay. Thank you. That's $51.90. Thank you. Can I use the credit card? Perfect, right there. Yes. And if you'd like a receipt from us, I can text or email. Yeah, no receipt can. No receipt. Okay, perfect. So Thank the you. Intro video is on a 10-minute loop. Mm-hmm. Yeah. When you start, just go behind me, follow the yellow arrows. Thank you. You have the brochure, right? You hand out the brochure? There's no brochure. No brochure. We have a free app, a free phone. Got it. Got it. I saw. Yeah. So thank you. We watch some introduction video right here. Oh, okay. You want to watch it? It's on a 10-minute loop. Okay. Sure. Các bạn ơi, đây là một cái 10 phút clip nói về cái tàu. Most of the anti-aircraft guns of World War II were removed because jets now ruled the skies and flew much too fast to be hit by ships. And newfangled helicopters now landed aboard the Fantail. After the Korean armistice was signed, Iowa and her three sisters served the rest of their second life mostly to train midshipmen and to show the flag in oceans of friendly ports around the world. Thời chiến đó các bạn. By 1958, all four Iowa-class battleships had been decommissioned, and for the first time since 1895, the U.S. Navy had no battleships in service. In the early 1980s, as part of his Cold War strategy, President Ronald Reagan pledged that the U.S. Navy would become a 600-ship fleet. As part of that commitment, Iowa was resurrected once again, completely overhauled at Pascagoula, Mississippi. This time armed with modern electronics, cruise missiles, and close-in weapons systems for defense. She still carried her 9 16-inch guns, however. The four Iowa-class sisters then embarked on their third and final life to neutralize the Soviet Union and her allies in hotspots on the oceans and in coastal cities around the globe. When you get something like this sitting down here doing a firepower demonstration, with each gun will generate over 1.5 pounds of force on a far more 300 feet, you might have to put tanks together. Năm 1990 là cái tàu nó phụ lại, ông Reagan, ông chiến tranh lạnh đã hết rồi, cho nên cái tàu này được đưa trở lại đây làm viện bảo tàng. Because our job as a battleship was naval gunfire support, and so we're going to fire guns. So that's what we did. So one day we had an accident. It was a bad accident. Mm-hmm. After the gun turret accident of 1989, President George H.W. Bush held a memorial service at Norfolk Naval Base for the sailors who died in the explosion. Yeah, 47 người chết. 47 người chết hả? Trong cái vụ nổ trên tàu. À, đúng rồi. More than any other U.S. battleship. In October of 1990, Iowa was decommissioned. Yeah, phục vụ lần chiến cuối 1990. 90 hả? Decommissioning. Tháng 10, 26 tháng 10. Mình có thể nói chuyện cho các bạn hiểu thêm, các bạn sẽ coi trên cái clip này. Thời điểm này, thời điểm này chiến tranh lạnh nó cũng đã ngừng, cho nên cái tường cái... Tổng thống Reagan đã coi như là lúc đó là ở San Fran 2011. À là trên đó mang xuống đây đó hả? Yeah, đúng rồi. Nó vô đó nó trùng tu để cho người ta tham quan. À. Sau đó đi xuống cảng LA. À là tới đây đó. Đúng rồi. Mình đang ở cảng LA. Đó. Đúng rồi.
quá trời. Nhất mọi người cũng lưu ý là tất cả các cái tàu nó đều gán tên của giống như là một người phụ nữ vậy, tên của người phụ nữ. Iowa là tên một cái tiểu bang nữa. Iowa. Iowa là tại vì thấy người ta nói rằng là tên một người phụ nữ hả? Có nghĩa là mọi cái chiếc tàu đều gán như nó là người phụ nữ. Đều gán cho người phụ nữ để mình có thể tìm hiểu thêm. Dạ. Ai qua có thể tên là một người phụ nữ, mình có thể tìm hiểu thêm, đúng rồi. Đó, các bạn thấy cái súng không? Đó, phía trên đây là đó. Her legacy is important to preserve also because she is a big steel time machine. One that echoes the voices of the ship and the men who served aboard through all three of her lives to protect our freedom. Protects freedom. Yeah, freedom. Okay. Okay, rồi, mời các bạn đi vào trong. Giới thiệu tóm lược về cái lịch sử của cái chiến hạm. Bây giờ mình sẽ đi lên trên boong tàu để tìm hiểu thêm. Dạ, yeah, ok, dạ. Yeah. Ok, let's go. Đây các bạn, sorry. Tất cả những người làm việc ở đây là đều là tình nguyện các bạn ha. Có thể là họ là thủy thủ. Mình mua vé rồi mình đi vào. We can go in now, right? Yes. Thank you, have a good day. Hello. Hi. Oh yeah, please, yep. Please. Yeah. So we're gonna start right over here. This is the Humble 20mm Oerlikon round. If you'd like, you can hold it. This was a solid steel 4 projectile. It was used in Oerlikon machine guns. We would have had 72 on Battleship Iowa during the Second World War. So when you guys came onto the quarter deck, there would have been three. Heck, there'd even be two all the way up in the front of the ship on the bow. Eight guys in total, four per gun. They have some of the nicest views of the open ocean and the only natural air conditioning back then, since that was just the wind. Oh, okay. So what was good about this was, you know, it's a solid steel core, so it's going to do a lot of damage when it hits something. High rate of fire, we're looking at about 350 to 400 rounds a minute, and you have a lot of them. Yeah, 50 rounds? About, I think 100 to 200 round magazines. They had a range of about a mile's distance. So we're looking to the base of that hill out there. Đạn bắn xa một mile. That's good if you're a regular infantryman, but if you're on a ship dealing with an enemy torpedo plane that's traveling about 200 plus miles per hour, that's about 8 seconds. Yeah. So you're in trouble. So what you would hear before that? You mean it can be travel 8 seconds for 1 mile? Yeah. So one enemy torpedo plane is about 8 seconds travel time for a mile. Wow. 8 giây cho một mile. So you hear this go off, you hear, you know you have a good defense, but you're in trouble. Okay, got it. So what you would hear before that is the 40 millimeter. So these were point detonated rounds, so as soon as they struck something, kaboom. So you hit a wing, no more wing, you hit an engine block. Well, you've now given that pilot a glider. They're about to have a physics lesson with what happens at speed when you strike water. Yep. It's not a good thing. So these would be loaded up into Bofors guns on Battleship Iowa. We had 19 of the Bofors quad mounts on here, so we're looking at 76 barrels firing that off. Range was about 3 to 4 miles, so we're reaching to the top of that hill that's behind you. If you see that little white dome up there, that's generally where we're striking with these. Okay, then 3 to 4 miles. 3 to 4 miles. Wow, it's weight like 5 or more, 10 pounds? About, I would say, maybe 3.5 to 5 pounds. Khoảng chừng 3.5 kg, cái một viên đạn á. What's the cost of those? You have any idea? God, I have no idea the cost. Hỏi mày còn hỏi giá của mấy cái đạn này bao nhiêu tiền đó lúc là chiến tranh. The cost, taxpayer dollars. Taxpayer. Yeah. Mày còn hỏi là cái giá là bao nhiêu thì anh chàng nói là so, we're doing good with this, người trả thuế phải trả thôi. We can do better. Oh. This. Yeah. Oh no. It is the 5-inch anh cầm lại anh coi. I'll have to hold on to it, but you okay, can feel the weight. Anh coi nó bao nhiêu kilo để chia sẻ cho các bạn luôn, chút nữa mình nhớ về cái gì mình làm. Thank you, sir, for sharing. Wow. Bao nhiêu? 20 ký không? I can't let you take it. Okay, okay. I can. Actually, for safety purposes. Wow. Yeah. Wow. Would you like to hold it? Yeah. Khoảng bao nhiêu ký anh? 20 ký. Khoảng 20 ký hả?
bằng một cái bao xi măng. Bằng một bao xi măng. It's so heavy. Oh, nặng lắm các bạn ơi. 20 kg. This was a 55 pound shell that be loaded up into the 5 inch gun houses that you see on the side of the shell. That's not even the big ones. Yeah, it's 55 pounds. Mm-hmm. I was an old artilleryman. you know your stuff. So, what makes this so darn special was that it had a proximity fuse, one of the first ones used in warfare. So, up here is mm-hmm. a radio transmitter, inside is a radio receiver. So, radio? Once these are fired out of the 5-inch guns, they start sending out radio waves. Yeah. Eventually, those radio waves will bounce off the hull of enemy aircraft back into this, and when it gets close enough, the internal computer will tell it to detonate. And all this steel becomes a big old cloud of metal shavings called flak. Have you ever seen movies like, or shows like Band of Brothers? And if these those explosions in front of the airplanes, that's what's called flak. Cloud of metal shavings. Very bad day if you fly into it. So that's what this thing does. Now, in order to send 55 pounds of hurt skyward, you need about 28 pounds of blasting powder right behind it. These would be loaded separate. So shell goes in first, powder cartridge goes in after that, breech closes, fire. Power cartridge comes down, and then one sailor with asbestos-laden gloves grabs onto this thing while it's still piping hot and chucks it at the back of the gun house. Yep. Now, 28 pounds of blasting powder will get you 7 miles of range. Seven so we're mile? Shooting over that hill, or if we're doing a anti-aircraft roll. Cái đạn nó bay bay qua khỏi đồi ba mile ba dặm tám cây số. During the Second World War, we had 10 of these gun houses, so 20 barrels in total. The rate of fire on these were about around every 4 seconds. If you had a really strong and well-trained team, you get them to, for a minute, do around every 2 seconds. So that's 30 rounds in a minute firing of this. Wow. A really good team. Wow. And then if you have that on all your guns, that's a lot more. So practically, we have big old bullet, explosive bullet, very mean firecracker. Yeah. Now, in terms of sheer destructive capability that the ship possesses, look no further than what sits behind me. This is the Mark 7 turret. Mm-hmm. They have 3 16-inch by 50 caliber barrels. This fires a shell that's about as tall as I am and weighs the same about a modern-day car, 25 miles out. Yeah, yeah. So where the sky and ocean touch from this deck right here is called the visible horizon. That's about 10 miles. So we're shooting double and a half that distance. Accuracy as such, it was said battleship Iowa never runs out of ammunition. We always run out of targets. In terms of every naval engagement that we participated in, that held true. The only time we ever did run out of ammunition was when they parked us off the coast of an island, said hammer it for the Marines. We run out of ammo, they give us more ammo and say, the Marines need some help, hit them again. And just to prove the accuracy as such, during the Korean War, we actually hit a train while it was moving on a railroad. Grant, we didn't know that there was a train there, but we'll take it. We were hitting the railroad. The train just happened to get in the way. Mm-hmm. Any questions that y'all have about Battleship Iowa and her guns? Yeah. So the gun behind, right behind you, is this. This is too small. Too small. This is out of that gun that you see over there. Oh, I see. Pillbox with two got barrels. Get out of it. Yeah. That what fires that. On the other side of this gun, you'll see the shells which I'm talking about. They're about as tall as I am. They weigh about 2 tons. So we're looking at about 2,000, maybe 3,000 pounds, depending on what shell you're firing. Got it. Thank you very much. You're welcome. Appreciate it. Chính chắn. Okay. Các bạn. Statistic 887 chiều dài feet 108 bin width 1 inch. Để mấy cô tìm hiểu thêm nó chia sẻ. Ok, nó nói cái tàu hồi nãy mấy cô có chia sẻ lúc đầu đó. Ok, 65 officer, 1445 thủy thủ và 58 thủy hương lục chiến trong chiến tranh thứ hai các bạn ha. Thì những cái này là những cái chi tiết của cái chiều dài của cái tàu. Cái đạn kìa, bên kia kìa. Jimmy, chia sẻ thêm Jimmy. Thấy mày còn thấy cái súng này sao? Cái khẩu pháo này nó rất là lớn.
Dạ. Nó bằng một phần gần nửa người của mình nè. À, nó dài. Vậy thì cái tầm bắn cũng rất là xa. Cái nòng này dài cũng khá dài ha. Khá dài. Dạ. Nó tổng này... cộng là ba cái khẩu pháo ở cái bệ dưới. Ba khẩu pháo ở dưới. Ba khẩu pháo ở cái bệ phía trên. À. À. Thì có nghĩa là người ta cũng thiết kế cho nó có cái hiệu suất bắn tấn công một lần khá nhiều, khá lớn. Dạ. Thực ra thì bây giờ nếu mà trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm hiểu thêm coi có những cái chiến hạm nào mà nó bố trí thiết kế nhiều cái khẩu pháo lớn như vậy. Ừ. À, và hiện nay á, thì tàu chiến họ còn sử dụng những cái khẩu pháo loại lớn như vậy hay không? Ừ. Nó còn hiệu quả không? Ừ. Hay là họ sử dụng những cái loại đạn thông minh có thể tự tìm kiếm mục tiêu nhiều hơn. Ừ. Còn cái này nó có thể trước đây người ta cần cái sự định vị trên cái quãng đường của cái đầu đạn nó bay nó xa, do đó cái khẩu pháo nó cần phải dài. Còn bây giờ có thể nó tự tìm hiểu nè, tự tìm đến lấy cái mục tiêu. Đúng nên rồi. Nó có thể cái bệ phóng nó sẽ nhỏ hơn. À. Nó sẽ gọn hơn. Ừ. Do đó một cái sự khác biệt cũng như là cái sự phát triển tối tân của cái thiết bị quân sự là như vậy. Dạ. Nhưng mà dù sao mình cũng biết được ngày xưa cần một cái tầm bắn xa thì thế nó phải có hai, như vậy. Thế chứ thứ hai cái tàu này đã đúng thiết rồi. Kế trước đó. Đúng rồi. Cho nên là cái kỹ thuật này là coi như các bạn biết là trên 75 năm nay rồi. Đúng rồi. Ha, trên 75 năm nay kỹ thuật này. Và họ để đây để cho mình biết rằng là ngày xưa nó có cái thiết bị như vậy. Dạ. Có thiết bị quân sự như vậy. À, dạ. Rồi bây giờ mình đã thấy được 6 cái khẩu pháo này trên hai cái bệ trên cao và dưới thấp. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi lên trên cái bon. Dạ. Để xem cái điều khiển của cái thiết bị quân sự, đặc biệt là cái tàu chiến này nó như thế nào. Anh Michael, tiếp dạ, tục đi. Ok, mời. Đó, wait. Cái đạn này là từ nòng súng này ra nè các bạn. Hai đứa mình chia sẻ hồi nãy nó khoảng bao nhiêu mét, Jimmy? Hồi nãy ổng nói nhiều có mình không có nhớ chính xác, nhưng mà mình sẽ đọc thêm. Mình đọc lại. Nhưng mà mình tân mắt tới để thấy cái kích thước của nó. Dạ, các bạn thấy kích không? Thước. Đạn này là từ cái này cái vỏ, hai cái đầu nè, cái vỏ nữa. Cái đầu đạn. Là hai cái này nó là một đó các bạn ha. Nó chiều dài nó kính khoảng chừng 12 feet, hơn 12 feet. No. Bây giờ anh nói theo cái kích này thước là 2 mét nè, 2 mét nè, nói Việt Nam cho bên bên Việt Nam các bạn hiểu. Dạ, 2 mét. Một cái đầu đạn là 2 mét. Dài 2 mét. Cái đuôi cũng 2 mét nữa. Wow, ok. À, họ kéo đạn đầu đạn lên như vậy. Ở dưới đi lên. Ha. Ở dưới đưa lên. Mình đi vô trong đây đi. Dạ. Mình nhớ gì mình nói anh đó. Để ý là cái này nó có thể quay được nha. Cái khẩu pháo này nó sẽ quay ngang lại. Quay ngang lại. Đây là cái bệ quay. Ồ, và cái bệ nè, đồ quá hay. Mình hình dung mình nhìn không ra. Anh Jimmy anh nhìn ra nguyên cái bệ này nó sẽ xoay. Nguyên cái bệ này xoay anh Jimmy ha. Quay. Đầu đạn ở dưới hầm đưa lên hả? Có thể người ta để ở đây để cho mình coi thôi. À. Đây các bạn. À, cái bài nó xoay đó các bạn ha. Wow. Các người làm ở đây thì họ mặc cái áo thun có chữ Iowa phía sau lưng. Rồi mời các bạn tiếp tục theo. Đây là cảng Los Angeles. Hello sir, which Tom, how are you doing? No. Oh, we have to go to the right direction. Thank you. Oh, à, đi theo để cho mình coi những cái chỗ nào mình phải đi theo. Dạ. Đây là một cái cảng Los Angeles các bạn. Thì cái tàu này nó nằm ở ngay cảng Los Angeles. Nó ủ ở đây. Nó làm thành một cái chỗ này là cái chỗ họp, ngồi họp đó các bạn, ngồi tránh đó các bạn. Oops, sorry. Mm.
cái đồ hồi xưa cũng rất là còn cũ kỹ. Đây phòng bếp, bếp hơn. À, anh mang còn mình xem như vậy là cái chiều cao của cái trần này, ví dụ như bây giờ để mình ước lượng cái kích thước của hoạt động, dạ, thao tác của cái chiều cao, dạ, thủ trên cái những cái bon như vậy. Ừ. Thực ra thì bây giờ em là 1m7 đứng nó cũng gần đụng. 2m 2.5m không? Không, bây giờ em là 1m7. 1m7 thì bây giờ nó cũng gần đụng rồi. Gần đụng rồi không? Như vậy thì nếu mà một cái người lính cao, cao hơn thì sao? Cúi xuống. Hay là họ đã đẩy cái floor này lên? Không phải đâu. Không có đâu. Dạ. Cái chiều cao của nó phải để cho mình hình dung được. Dạ. Nếu mà anh cao hơn thì anh có phải đi kiếm cái chỗ nào khác thấp? Cũng tội ha. Anh chia sẻ đây, anh cái phòng này phòng gì? Ờ, cái này nó là cái kitchen thôi. Đây là các bạn. Cái bếp thôi. Ồ, chiều cao bếp cũng ngon. Bếp cũng cực quá ha. Nó thấp luôn á. 2 mét. Chưa đầy 2 mét. 1m8 à. Giờ bắt buộc thôi. Ờ, 1m8 các bạn ha. Ồ, cũng có máy rửa chén nữa. Có chứ. Có máy rửa chén à, thời điểm đó. Dishwasher mà người ta đã thiết kế máy rửa chén. À. Tại vì cái số lượng lớn của ai mà rửa hết. À, anh cái cửa sổ mở được không? Nó dạ, mở ra giống vậy nè. Em nghĩ đóng lại. Nó mở ra giống vậy nè. Ok. Mở ra. Thì người ở sống trong đây họ chỉ ở vậy thôi. Ừ. Cái thời gian họ trên thuyền đó các bạn. Mấy cái tủ nè. Ồ, khóa hết rồi. Họ làm chén dĩa. Các bạn hình dung cái ly cà phê ha, hình dung được cái chiều cao luôn. Ở trên trần nhà nó có gì luôn cho các bạn xem. À, đây là một cái bếp nữa. Đây bếp đó các bạn, 2 mét, nhớ cái chiều cao có 2 mét thôi đó nha. Đây bếp, chắc các officer, officer là những người sĩ quan, họ ra đây họ ăn đồ ăn ngon hơn chút. Thời điểm đó là mấy pha cà phê đây. Chỉ người nào mới được vô đây thôi, nó lock lại, ố mở được. Ố mở được nè. Jimmy. Oh, personal only. À. Này chắc cho những người họ vô thôi, thường thường họ khóa lại. Nhưng mà nói chung là à đây. Đây giống như là phòng ngồi chơi. À, đây phòng ngồi chơi nè các bạn. À, điện thoại thời điểm đó nè các bạn. À, permanent, ok. Khóa luôn. Đây có bản đồ. Wow, bản đồ nước Việt Nam ngay góc các bạn thấy không? Đó. Thì mấy cô chia sẻ với các bạn những cái hình Jimmy. Trước khi qua đó, cái bản đồ, nhìn cái bản đồ kìa, Jimmy chia sẻ, Jimmy nhận xét gì cái bản đồ này? Chiến tranh thế giới thứ hai 1940-1949, chiến tranh Triều Tiên 1951-1958, chiến tranh lạnh 1982-1989. À, định vị cái tàu đó ở đâu á, rồi coi tham chiến cái thời điểm đó, nhận chiến tranh cái tàu này đã đang định vị. Ok, còn bên phía mình quan tâm phía bên phía Việt Nam đi, mình coi bên phía Việt Nam bên đó đúng không? Có hả? Màu trắng. À. Màu vàng đó là chiến tranh của Nam Triều Tiên. Không có tham chiến. Nhưng mà nó cũng lẫn quẩn ở bên miền đầu, bên Pacific, Thái Bình Dương á, cái thời điểm đó là Philippines nè, thấy không? Nhưng mà không có tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Không có tham chiến. Chưa từng đến Việt Nam. Đến cái hải phận Việt Nam. Nhưng mà đã tham chiến cái chiến tranh. Nó chỉ có ở Philippines. Philippines nè, qua Hawaii nè các bạn. Philippines nè. Philippines nè, qua Hawaii rồi. Đặc biệt là tại khu vực châu Âu là nhiều.
Châu Âu nhiều ha. Bên đây cũng nhiều quá trời nè. Ồ, có chiến tranh ở đâu thì nó vẽ cái chiến tranh bắn nhau nè các bạn ha. Tàu này nó bắn nhau ở đâu nó thì nó có vẽ cái trong cái cuộc chiến tranh Triều Tiên thì cái chiến hạm này nó đi cũng khá xa đó. Từ khu vực Bắc Mỹ, miền Đông, anh tham chiến đi tới Hawaii, rồi anh tới Tokyo, sau đó anh tới Korea, North Korea vào 1952. À, thì để thế chiến nó vòng vòng là một khu bên Nhật nè các bạn, 1945. À, 45. À, ok. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là Nhật đầu hàng, surrender. Chiến tranh thứ hai năm 1945 ngày 2 tháng 9. Hay. Như vậy thì anh tham chiến tại khu vực châu Á Thái Bình Dương rất là nhiều. Cũng khá nhiều đó. Dạ, khá nhiều. Bắn nhau nhiều thì chứ nhiều. Còn đâu có không, bên đó đâu đâu ở bên cái hải trình thôi. Hải trình thôi. À, ở đây nè. Tham chiến rất là nhiều. Bên phía Việt Nam các bạn ha. Quá hay. Ok, mình tiếp tục đi. Rồi mà làm đeo. Coi như là chiếc tàu Iowa này tham chiến những cái nồi niêu son chảo ha, dùng trên đây. Để các bạn. Những cái officer của những người sĩ quan họ dùng những cái chén dĩa của chén sứ nhiều hơn. Còn lính thủy thủ thì họ dùng mấy cái đồ thường. Inox. À đúng rồi, quá hay. Đây là những người ông này là đọc cho nó mới biết được. Admiral, tá nè. Thiếu tá Vice. Ông là một người da màu đầu tiên để làm command cho chiếc tàu. Rồi tiếp tục mời các bạn theo dõi. Đây là cái mũi tên mình sẽ đi, mình không sẽ thiếu cái gì đâu. Các bạn mình nó lên cho đỡ, mình lên bon tàu mình đi ở dưới cái tầng này hết đi. Phòng sĩ quan, state room. Phòng này gọi là phòng làm việc của sĩ quan. Phòng việc của sĩ quan có thể hiểu là phòng sĩ quan. Các bạn thấy cái đồ trực cái đồ chiến cũng rất là cũ kỹ, mấy đánh bánh chữ này kia nè. Đó. Ồ, nhìn mấy chữ lúc TV được các bạn. RCA, thời điểm đó là RCA đã có rồi của Mỹ. Ô nè, là mấy cái chỗ mình coi phim là thấy nè, mấy thủy thủ chạy lên chạy xuống nè. Đúng rồi. Đó, hầm, trong này mình xuống hầm mình coi. Có điện thoại nữa các bạn. Thấy là cái trần rất là thấp nha. À, điện thoại bây giờ họ để ra luôn, không cho mình. Anh Michael đi. Cũng 2 mét luôn, không quá 2 mét. Không. Đó, mình quay về là các bạn hình dung được. Anh Jimmy là 1m72 à, 1m70. 1m70. Mà cũng đã gần đụng rồi. Còn này gì đây? Không thấy được. À, đây là phòng ngủ của sĩ quan. Sĩ quan ha. Sĩ quan điều khiển tàu. Có tên luôn nè. Đây. Ông commander, sĩ quan commander. Ô chà, coi kìa các bạn, đó. Thì một cái giường như vậy thôi. Một cái giường như vậy đó, sĩ quan thì lính kìa, kiếm kìa. Uh-huh. À. Commander là cựu chỉ huy, một người sĩ quan chỉ huy sẽ ở cái phòng này. Còn thủy thủ chắc phải ngủ ở cái hộp ở dưới hầm, phòng tắm ha. Restroom, phòng tắm này các bạn bên cạnh nè. Họ cấu trúc cái tàu như vậy nè. Khá rộng rồi. Khá rộng. Cầu tiêu cơ. Mình thấy cái TV hiệu RCA, giờ này RCA cũng còn tồn tại, RCA của Mỹ các bạn. Cũng thường thôi. Phoenix, Philips chứ là RCA. Mà bây giờ ok, chỗ này mình không được đi vô, không được đi vào. Hồi đầu 1900 mà họ cấu trúc cái tàu vậy cũng quá hay ha. Mình vô bữa vô cái USS Midway. Phòng ngủ chắc cũng sĩ quan luôn, cũng thấy cái áo của sĩ quan kìa. Đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Chơi chess trong giờ rảnh. Là mấy này là mấy người chỉ huy. Officer cũng là những người sĩ quan, cấp sĩ quan mới được vô đây.
cái lối lên xuống của thủy thủ. Ôi, ui chà, sâu dữ vậy hả? Dạ, nó nhiều tầng mà. Nó nhiều tầng các bạn ơi, để mình xong hy vọng nó cái cho mình xuống dưới mình coi. Cái ống gì đây? Gun powder, thuốc súng. Canister hatch, thuốc súng không nó chuyển lên không biết chuyển sao ta. Đây nó có cái đồng đồng, cái cable dây kéo lên. Ồ, này có thể nó chuyển nha, chuyển xúc súng ở dưới đi lên đó, đúng rồi. Dây điện này các bạn. Nước nè, đây. Đường ống nước nè. Phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy luôn, một người sĩ quan. À, nãy giờ là mình coi sĩ quan ở ngay cái level này. Hình vợ con kìa đó. Thư biết. Hello, how are you doing, sir? We'll be able to go down to the basement later? Go down one deck. One deck, okay, one deck. Oh, wow. This is our officer, commander. Did you part of this, Tom? No, I was on destroyers. No? No, I was on destroyers. Destroyer, okay. Smaller. What do you call this? This is a battleship? Battleship. But is it a name for it? Like the destroyer? Iowa? I mean, no, that's battleship. It? Just call battleship. Yeah. Okay. Destroyer is just like a support? No, a destroyer is a anti-submarine warfare. Oh, okay. Oh, okay. Anti-submarine warfare. Got it. Okay. Interesting. All right. Thank you, sir. We move on. Họ sẽ cho mình đi xuống một level thôi. Rồi, follow up. Very interesting. Bây giờ mời các bạn đi lên trên. Rồi. Cái này lên cái tầng thứ hai của cái khẩu pháo hồi nãy đó. Ôi chà, tầng hồi thứ hai. Hồi nãy mình ở dưới cái tầng dưới. Ồ, hồi nãy là tầng dưới. Tầng cao hơn. À, ok. Đây cho mình, họ cho mình coi cái đằng đó là những cái gì. Mấy này để chắc là để lúc cái tàu neo vô đó họ cột vô mấy cái dây xích đó ha. Đúng rồi. Các bạn thấy trên phía trên cũng có người. Nó có rất là nhiều tầng các bạn. Bốn mm súng, những cái viên đạn hồi nãy mình thấy dưới đó là những cái khẩu súng như vậy. 40 mm, nó gọi là 21 gun salute. 40 mm đó, thủy thủ họ bắn kìa các bạn thấy không đó. Đi tiếp lên trên anh Michael. Ok, mình tiếp tục đi Michael, theo dõi đi theo. Các bạn thấy sao? Nhớ là những cái kỹ thuật này của trên cái tàu này là đầu thập niên 1900 họ đã thiết kế cái tàu này. Thì hiện giờ chắc mấy cái tàu chiến mà giống như chiếc tàu sân bay Norwegian thì chắc chắn là phải khác biệt nhiều lắm. Giờ mình đi lên trên thì các bạn, nó từng nó có những cái air gas. Hồi chừng nào mình để dây vậy là mình không được đi qua các bạn ha. Ok.
GB, có gì không? Lạ không? Mình chia sẻ thêm. Đây là gì? À, tín hiệu của Hải quân Mỹ. US Navy Signal, đúng rồi, tín hiệu. Này hiểu mấy cái loại cờ. International number of, là quốc tế nè, alphabet numerical. Tín hiệu mình không biết rõ cái tín hiệu, nhưng mà đại khái là bên nếu mình vào những cái khu mà cần phải đeo những cái tín hiệu. Đây là những cái tên những người hạm trưởng của những người mà commander, những người chỉ huy các bạn ha, những người chỉ huy cho cái tàu trong cái thời điểm nào nó có tên hết. Cái này phòng lái hả Jimmy? Không phải đâu, chúng sĩ quan trực. Sĩ quan trực ha. Để người ta kiểm soát cái mạng bên phải của tàu. Tại vì kích thước nó lớn quá, nó sẽ có người ngồi quan sát bên cái phải, mạng phải bên trái chắc chắn phải có một cái chỗ giống như vậy luôn. Cái mạng phải. Điện bên thoại. Kia cũng sẽ có một họ cái cột hết những cái điện thoại đỏ nè, đen nè. Đây là những người về ngồi trực. Phòng này phòng gì chứ mấy? Đây họp hả? Dạ không phải đâu, cái phòng có thể là phòng mình không vào trong được. Tác chiến của họ thôi. À, phòng kiểm soát, phòng controller, phòng kiểm soát đó các bạn thấy ngồi kìa. Mấy người họ ngồi họ thời điểm đó không biết họ dùng có dùng internet chưa? Chưa đâu. Có dùng Facebook không? Có dùng Twitter không? Có dùng bây giờ đây là cái ghế của bên trái của cái mạng trái. Mạng trái sĩ quan họ ngồi họ trực. Tọa độ đâu? Thời điểm để, đó các bạn kiểm có thể kiểm soát cái hải trình của tàu. Tại vì ngày xưa có thể cái thiết bị nó chỉ đơn thuần là cái la bàn. Đúng rồi. Cái la bàn GPS. Cần phải có nhiều người để mà quan sát, thí dụ như là hai người cùng quan sát để mà kiểm tra cái cùng một cái đường đi của chạy qua chạy lại ha. Cái cable dây đó. Vận tốc luôn, la bàn coi cái vận tốc cái tàu chạy như thế nào, đụng định vị đó, những người sĩ quan mà họ định vị đó. Cái này là cái cánh cửa nha anh, cánh cửa đóng lại đây. Cửa chạy vô đâu ha, chạy đóng, đóng lại đây. Có thể là để cách âm cái tiếng máy hoặc cái tiếng súng khi mà nó khai hỏa. Nơi đó phải cần cái phòng chiều dày nó mới dày, cái cửa nó dày bằng thép. Hay quá. Đây cũng là một cái cánh cửa đóng này. Tại vì với cái khẩu pháo lớn như vậy, cái tiếng nổ nó tạo ra rất là lớn. Nhưng mà đi ra lại, tới đây vô cái phòng. Thường thường làm cái cửa, thường bước qua. Ok, mời các bạn đi lên một cái bên trên. Không biết lên cái bon tàu phía trên chưa? Không phải bon tàu mà cao nữa. Những cái chỗ mà những người chỉ huy đó, họ leo lên trên, họ ngồi. Hạm trưởng này kia đó, trong cái thời chiến. Cũng chưa lên cao được. Nó từng quá trời từng kìa. Các bạn bridge cái cầu đi qua bên đây có cái logo phòng này nó liên kết với phòng kia ha, phòng lái. Ok, những người chỉ huy ở trong đây nè, họ đây là những Captain Carl Oren Clausen. Cái Việt Nam này nè. 3 decade service.
Ủa sao có ba thập niên 3 decade service ở Việt Nam. Các bạn thấy không, bên trái nè, mình sẽ tìm hiểu thêm. Đây là trên, mình nhìn xuống nè các bạn. Đây là những cái máy thiết bị. Đó chắc cái là bàn luôn. Là bàn luôn. Điện thoại rất là thô sơ, các bạn thấy không? Những cái điện thoại thập niên 70 cũng còn thấy mấy cái điện thoại như vậy. Đã có trên 50 năm. Đó, phải. Nóng à. Ở đây mà đóng kín cửa là ngọt luôn á, tại nó không có cách nhiệt. Máy lạnh. Cửa rất là nặng. Phòng lái tàu. Phòng lái hồi nãy video thấy. Wow. Coi kìa. Có cái bánh lái rồi. Có cái la bàn ở dưới. Đi ra. Đi lên tiếp một cái tầng ở trên. Lên tầng, nó từng nhiều tầng ha. Amo Cooling Tower. Tháp điều khiển này nó rất là cao nha. Ừ. Bây giờ mình lên một cái tầng khác nữa mà cũng chưa phải là cao. Chưa phải là cao, thật là cao. Đây các bạn, mình đi lên những cái cầu thang như vậy. Đi ra. Coi phía này trước đi anh. Ok. À, mũi tên, cứ theo mũi tên. Đèn thôi. Revolution indicator định vị. Tàu định vị, coi tàu đi đúng không nè, đúng hướng nè, đứng chạy. Full black. Đây là những cái la bàn GPS, bao nhiêu tọa độ. Người nào làm việc người đó, những người kỹ sư. Năm inch control system ở trên là cái kiểm soát của secondary format 7 director fire control, nó kiểm soát cái đây cái radar ở trên để dùng để kiểm soát định vị. Đúng, mà bắn đạn ra nó định vị đó. Đây không cho vào. Mình sẽ đi vô bên đây. Đấy con chó, tại sao con chó? À, con chó này R2D2. À, các bạn. Steep cầu thang, mấy cái thang này rất là cao mà thẳng dốc xuống các bạn ha, đi lên đi xuống, cho nên họ muốn mình đi cẩn thận. Đây đạn gì Jimmy? Đạn này hồi nãy ông có mấy người đó họ chia nói đó, đạn gì đây? Ở dưới bắn lên nè. Bên đây. Command Naval Sea Command Launcher Set. Không biết đạn số mấy là bao nhiêu. Oh wow, quá trời.
coi như là chiều cao của mấy cái tầng này là khoảng 2 mét nè. Nó từng 2 mét. Ố này cũng không cho lên nữa. Không. That's it. Cho một lối thôi. Ở dưới cũng không cho xuống. À, có một lối lên thôi. Ồ, phía sau cái đuôi tàu nè. Đuôi tàu thì nó có cái radar hay gì trên nè. Thùng hót á. Thùng hót. Ồ, này thời điểm đó mà đã có thùng hót rồi hả? Launch. Coi như là mấy cái missile. Hỏa tiễn hả? Chim Việt Nam tiễn. Missile thì hỏa tiễn hả? Hỏa tiễn. Hỏa tiễn Tomahawk bắn ra từ đó mà thập niên đó đã có rồi hả? Wow. Mà bây giờ những cái Tomahawk họ cũng còn xài. Sorry. Hello. Ok, nó cho mình ra nè. Ở Việt Nam mình có những cái giống vậy về chim y. Có những chỗ quân sự mình cho vô giống như không mấy cái tàu bè mà không có xài của Liên Xô hồi xưa đó. Cũng ít hả? Cũng nên làm về cho dân chúng họ gần gũi không? Họ gần gũi với lại lính á, cũng là cái hay. Nhưng khi quan điểm của mỗi quốc gia về thiết bị quân sự nó không giống nhau. À, mỗi nước đúng rồi. À, mỗi cái quan điểm. Wow, cái bệ phóng nè. Bệ phóng của missile gì đây? Đạn nè, ở dưới nè các bạn. Wow, cái bệ phóng này nó gắn vô những con ốc kinh khủng không? Chiều cao của cái bệ phóng này nó cao gần bằng... Có chân cái này. Dạ, yeah, thank you. Ồ, đúng rồi, nó phải rẻ lên cho mình đi mình té. À, missile bắn từ đây ra nè các bạn. Iowa Ordnance. Mấy cái đầu đạn nó bắn ồ nè, không hút mấy xô nè. Coi như là cái này mình thấy đưa lên. Chụp lại rồi Michael, về mình nghiên cứu mình đọc thêm. Bây giờ là mình đang ở cuối tàu các bạn ha. Đuôi của cái tàu thì nó có những cái gì, những cái đuôi của cái tàu ra phía đuôi tàu nè. À, mình đang ở đuôi tàu đó. Ô chà, cái bệ phóng nè. Ô, Tomahawk dài thon à. Nó dài khoảng bao nhiêu anh? Anh giờ anh cho nói bao nhiêu mét, mình nói mét đi cho mình. 10 mét. Bao nhiêu? 10 mét. Hơn 10 mét hơn. Hơn 10 mét. Hơn 10 mét cái bệ phóng của Tomahawk này các bạn. Hai cái ngay ở đuôi tàu. Ồ, nó bắn ở đuôi bắn ra hả ta? Cái này nó có thể nó điều khiển bằng cái hành trình chứ nó không phải điều khiển bằng mục tiêu nhìn thấy được. À, nó thả xuống là nó điều khiển bằng hành trình. À, nó định vị. À, có chiếc trực thăng sau nữa kìa. Wow, nó chở trực thăng nữa kìa. Cũng còn dài lắm, nói đuôi cũng còn dài lắm. Cái Tomahawk mình có thể hiểu nó là tên lửa hành trình. Tên lửa hành trình. À, đạn pháo thì có thể bay theo một hướng nhưng mà tên lửa hành trình có thể bay theo nhiều hướng. À, hay quá. Tên lửa hành trình. Thank you Jimmy cho mình những cái từ tiếng Việt Nam là mình hiểu thêm. Đây nè. Tên lửa hành trình, coi như là cái Tomahawk là một trong những cái dạng mà nó có nhiều tên khác nhau. Đây anh. À, tên lửa hành trình. Một mà pháo. Cái đuôi tàu hả? Phía về phía đuôi tàu. Nó đều ha, bên kia hai cái, bên này cũng hai cái được dùng do cái thùng lót không? Ừ. Nó cũng có cái đuôi, nó cũng có ba cái pháo đài ha, nó gọi là pháo, một bệ pháo. Bệ pháo. À. Các bạn thấy một cái bệ pháo phía dưới không? Đó, mình đi xuống dưới đó chút nữa. À, bây giờ xuống hầm nè các bạn, không biết phải xuống hầm không hay là phải xuống dưới đây.
thua. Con này còn trống thôi. Trong đây có khoang của thủy thủ. Ồ, khoang thủy thủy hả? Ờ. Ok, đây là một cái phòng ổ đậu đạn nè các bạn. Ok, khoang này khoang của thủ thủy, sailor bunk. À ngủ nằm nhà giường 2 tầng giường tầng đó. 3 người. Cứ 3 người một tầng. Họ có nâng cấp từ năm 1940 bằng giống như là những cái rack thôi. Giống như cái kệ đó, cái rack. Đúng sau rồi. Đó nâng cấp thành một cái giường kiên cố hơn. Oh wow, lúc trước là chỉ có vậy cái thôi. Cái rack thôi. Giống như là cái khung thôi. Cái khung để giờ cái thành giường. À, giờ thành nâng cấp lên cứng cáp hơn. 2640 thủy thủ đoàn. Rồi. Trên cái tàu này. Hồi nãy mình nhìn là khoảng 151 người sĩ quan. Đó là khoảng chừng 3000 người, trên dưới 3000 người trên cái tàu này làm việc. Wow, một cái battleship. Mỗi người có một cái locker. Có một cái thông tin cũng hay nè. Máy lạnh. Là năm 1984 cái tàu được trang bị những cái máy lạnh. À, được thời 1984, mãi gần 9 năm, gần coi như gần 6 năm trước khi nó về ủ thì là mới có máy lạnh. Trước đó là không có máy lạnh. Đây là phòng locker room của những người thủy thủ lính Mỹ đó các bạn. Đó, rất nhiều thông tin. Cái giường ngủ đây, nệm không? Cũng là nệm. Có cái màn kéo vô, à, ngủ xong là coi như là đụng kiện chạy lên chạy xuống này chị My. Yeah. Nó có những cái hầm á. Có chứ. À, bề ngang khoảng chừng 3 mét ha, bề ngang khoảng 3 mét ha. 6 người nằm, bề ngang có 3 mét à. 6 người nằm, bề ngang 3 mét. Chiều dài cái giường này khoảng 2 mét. Dài cái giường khoảng 2 mét ha, dài giường 2 mét. TV với cái đó gắn sau gắn thêm sau này để đúng rồi hướng dẫn. Đúng rồi chứ TV này làm gì có màn hình này. Battleship Iowa nào. Nó chia ra toilet này kia. Cái phòng này là phòng của thủy thủ các bạn ha. Đây nó nằm ngủ vậy nè, thủy thủ nằm ngủ vậy thôi khổ. Thủy thủ cực không? Nằm ngủ giống như cá mòi. Oh, thủy thủ nước nào làm cũng cực hết. Mình có bằng cấp nó làm, nó officer, sĩ quan nó khác. Cái nắp này chừng nào đóng lại ta? When? Tại sao thiết kế phải có cái nắp này? Nó có nhiều cái tình huống trong trường hợp là để bị tấn công. Cần cái thao tác rộng thì người ta đóng lại để thành một cái sàn. À, để chạy tới chạy lui không té. Còn trong trường hợp mà cần phải giao thông từ trên xuống dưới bằng cái lối này thì người ta sẽ mở ra. Có lý. Chắc thường trực thì nó sẽ đóng lại. À, cửa kia chạy qua cửa này. Cửa sẽ đóng lại chứ còn nó di chuyển được nhiều người hơn. Đóng cùng một lúc. Đây là phòng máy, phòng làm việc các bạn ha. Phòng này đây cũng ngủ. Đây không có máy lạnh là chắc chỉ ngủ thôi. Đây là những người mà thủy thủ. Hiện giờ là họ già hết trơn rồi các bạn. Oh, 2015 mấy người này họ đã mất rồi. Wow,
This room for Master Chef. Đây, trực thăng lên xuống đây. Oh, helicopter lên xuống được rồi các bạn không? Đây, những người thủy thủ làm. Đây là cái phòng của bếp trưởng. Commander, bếp trưởng, yeah. Petty Officer, ok. Wow. Người làm bếp trưởng ở đây các bạn. Cung cấp thực phẩm cho hơn 2.000 người. Gần hơn 2.500 người. Ừ. Mỗi ngày. Dạ. Mà phải nhiều bữa chứ đâu phải một bữa. Đúng. Dạ. Thực phẩm họ phải chuẩn bị kỹ lắm ha. Thời gian cả tháng, mấy tháng trời ha. Hai cửa, chạy tới chạy lui. À, này giống như là phòng counselor ha. Những người họ cố vấn, họ trong đây các bạn. Mình ngồi trong đây, cái tivi chắc sâu này họ để vào. Đây những gì anh? Có thể chia sẻ anh với anh Jimmy? Phòng này có thể là cái phòng để những cái vật lưu niệm của tàu thôi. À, những cái thông tin. À, những vật lưu niệm ha. Có thể những cái thủy thủ lần đầu tiên phục vụ trên tàu họ sẽ được giới thiệu tham quan những cái này. À, cái phòng này đó là lúc mà nó tàu đang hoạt động nó. À, những cái giai đoạn lịch sử của tàu, coi là phòng có thể mình hiểu chứ vậy phòng, tất cả những phòng cái lịch sử của tàu đi. Tại vì nó sẽ có nhiều cái đợt thủy thủ lên phục vụ. Hay quá. À, người ta cần phải tìm hiểu sơ qua. Trực tiếp trên tàu. Ví dụ nên họ nói là 1951, 1958 thì cái đặc điểm của tàu nó là cái gì? Đây, bên con tàu các bạn thấy mẫu hình của con tàu. Đây nè, đây là cái trang phục. À, trang phục của thủy thủ của Thế chiến thứ hai. Người ta lưu lại. À, của thủy thủ ha. Thủy thủ. Cái uniform là cái đồng phục. Đúng rồi. Cho thủy thủ trên tàu đó. Đó mình nhìn thấy. Đúng rồi. Sorry. Còn cái này là của không quân, này giống như là sorry. Của mấy người officer, sĩ quan họ bay. À, yeah, hold on. Đồ ăn, thấy đồ ăn trong đây là pizza. Hồi xưa vẫn là pizza, có pizza rồi. Fry, hamburger. Hamburger hot dog. That's it. Cho thủy thủ đó các bạn ha. Đó họ ăn nè, đó phòng ăn nè. Máy lạnh này không? Máy lạnh này họ để thêm chứ làm gì có thời đúng điểm rồi. Đó có máy này. Đúng rồi, tại cái phòng này nó ngọt quá, nãy giờ nó thấp quá. Cái nếu không có máy lạnh hồi nãy em nghĩ là trong đây nó khoảng bao nhiêu độ C vậy? Nếu mà trời nắng vậy nó có thể lên trên 80 độ C. Độ hả? F, trên 80 độ F độ. Trên độ F độ, hả? Độ C thì có thể nó trên trên 35 không? 35 độ trở lên. Cũng ngọt ha, cũng humid ha, thấy nó cũng humid á. U chà. Những phòng, cái rì, những cái máy phát điện thôi. General Electric. GE lúc thời điểm đó là có GE rồi các bạn. GE là cũng khá lâu. GE này về quốc phòng Mỹ họ dùng nhiều lắm. Cái hãng GE này rất là khá lớn mà có lâu lắm rồi. Hãng GE này là theo mình biết là những cái satellite, những cái vệ tinh bay trên trời đó, nên hãng GE cũng làm nhiều lắm. Tới giờ luôn. Bếp nữa hả? Hồi xưa họ cũng rất là cẩn thận. Đi vô cái phòng khu vực nấu nướng á, bếp. À, bếp. Mà khi mà vô bếp thì bắt buộc phải giống như mặc một cái trang phục để cho nó sạch sẽ vệ sinh. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi chà, nấu nướng nè các bạn. Phòng cái này bếp, bếp. Nấu nướng cho thủy thủ. Cái này là I made it to the kitchen. Ok. I made you a bacon, this bread in here. Oh, này có bếp nữa không? This is a bacon.
Đây là bếp nè các bạn. À, họ làm xong họ, đây là cái bếp mà sau khi làm xong thức ăn xong không anh, đó thì cho thủy thủ xếp hàng ăn. Next. Một cái tray, mỗi người một cái khẩu phần vậy. Này chắc là ở Mỹ luôn, không mấy chain à? Cái này stainless steel đó. Nó bằng gì? Stainless steel. Inox ha, Việt Nam gọi là inox hả? Inox. Ô bếp này nó cao hơn chút nè. Ô phải bước vô nè. Cái này là một cái khu mà họ làm trái rau cải này kia để mà họ. Họ uống nước nè, cũng còn cái nước nè để cho người ta uống. Cũng 2 mét, chiều cao cũng 2 mét. Phòng ăn, bây giờ ăn lấy xong rồi ra phòng ăn. Dining room. 2-3 ngàn mấy người sau ăn tao tao chia ra ăn nhiều, sao? Nhiều giờ khác nhau. Nhiều giờ khác nhau. Nhiều giờ khác nhau đúng không? Đó. Chia ra. Tại vì cái tàu này nó hoạt động 24/24. Ừ. 24/24, do vậy là phải chia ra những cái ship là những cái ca làm việc khác nhau. Đúng rồi. Và những người đó họ cũng sẽ ăn cái thời điểm khác nhau. Ừ. Có thông nào một lúc mà ngừng để đi ăn hết? Đâu có. Đúng rồi, chính xác. Phải có cái thời gian để cái người trực chiến khác. Ừ. Và cái thời gian ăn thường chắc cũng là gọn thôi. Cái phòng này anh nghĩ nó khoảng bao nhiêu người chứa được cái giờ cao cái điểm? Cái phòng này thí dụ như mình đếm sơ qua mỗi cái này là 6 người theo cái ghế thôi ha. Ừ, 6 người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 20 nhân 6 là 60 người. Ừ, 60 20. Người một lúc. 20 nhân 6, 60 người. Không, 120 người. 120 người. Tại một cái bàn nữa khoảng bàn không, bàn có bàn 4, có bàn 4. Mà khoảng 20 cái bàn. Tôi nghĩ là chừng khoảng tối đa là chừng 180 người đó, tối đa. Khoảng 180 người. Sorry. Hello. Hơn nữa bên đây nữa nè. À đó, bên nhiều nhìn... đó. Cũng đây, phòng ăn thì cái một cái bàn thiết kế cũng đơn giản. Cái ghế ngồi giống mấy cái ghế hiện giờ mình đang ngồi trong cũng mấy gọn cái thôi, 4 người ăn vô đây được rồi. Ừ. Có một cái tray ra rồi, ngồi cũng rộng rãi thôi. Ừ. Cái này gì vậy ta? Đã ăn rồi còn đây chắc cái salad này kìa ha. Yeah. Cái thức ăn. Thức ăn salad nước nè. Ice cream nè. Yeah. Đó, ice cream. No, có nhiều hãng bây giờ không thấy luôn, biến luôn. Đúng rồi. Coca-Cola, quán này quán cái chưa có đâu, này để cho mình bỏ chai trăm mấy chục người ở cái phòng ăn này. Nó đầy hả? Không, mình đếm cái số ghế. Đúng rồi, mình nghĩ tối đa 150 người à. Ờ. Tối đa 150 người, cho nên phải chia ra nhiều giờ khác nhau các bạn ha. Nhà chia ra cái này là cái van AC, thời điểm này là cũng AC không biết có đủ lạnh không. Những cái van nó chạy sao nè. Ôi trời. Nói thêm. Ủa sao kêu đi một vòng quá. À hồi nãy mình đi trong đó rồi ha. Chưa. Bây giờ mình đi một vòng. À đi một vòng. The first Iowa battleship. Đạn hồi nãy các bạn. Đó, những cái battleship khác 41. Ừ. 1903.
premature. Wow. Lúc đó là cái tàu chiến Baby Four, một chiếc khác, không phải chiếc này. Những cái máy móc signal switch, những cái máy móc đó các bạn. Fan motor controller, quạt, kiểm soát quạt, chắc nó bị hư rồi sao, họ tháo ra họ để đây. Những cái bộ phận hư họ giữ lại, bây giờ họ để làm việc bảo tàng. Cái này sóng 3, chiếc khác BB 63, còn này chiếc này BB sóng 1. Thấy không? Missouri cũng battleship, mà là chiếc này chiếc của Missouri, là Missouri. Một cái tiểu bang của 150 tiểu bang của Mỹ, nó tên Missouri. Mấy cái chiếc này bây giờ nó đang ở đâu? Chiếc này không? Chắc mấy lúc cấp coi coi. Đây là cái phòng trưng bày các bạn, nói những chiếc khác nó tương tự giống như chiếc Iowa. Đeo kính vô mới đọc được. Có chiếc máy bay, mà bay nước đó. Thủy phi cơ cũng hai chiếc hai bên. Giá của mấy chiếc này là 110 triệu. 110 triệu thời điểm đó chứa được 2582 gallon xăng. 2 triệu rưỡi gallon. 2 triệu rưỡi gallon. Yeah. Wow. Để coi có gì hay mình chia sẻ các bạn nào. Chiếc này là chiếc cũng giống chiếc này. Chiếc này Iowa nè. Chiếc này chiếc Iowa. BB 61 là Iowa. Phía đuôi nó có hai cái thủy phi cơ. Cái tên lửa, nó không có cái tên lửa. Tên lửa. Chiếc Mitsubishi. Cái đuôi không? Không. Cái chiếc Iowa này mới có. À đúng rồi. Ở đây mình quan sát chiếc Missouri này không chiếc có. Chiếc Missouri này không có tên lửa. Không có cái tên lửa. Đúng rồi. Ông nó chỉ có pháo thôi. À. Không có tên lửa. Nhìn đi không có tên lửa. Đúng rồi. Tên lửa hả? Chúng ta đặt đây. Đúng rồi. Không có. Đặt hai bên luôn nhớ đúng lại không? Phía sau phía đuôi đó. Nè không cái đuôi không thấy. Không có ha. Cái này cái đầu. Cái đầu bên trái. Không có. Thường mấy cái chỗ họ có cái đồ lưu niệm đó các bạn không? Đồ lưu niệm. Này gì đây anh? Chiếc này chiếc nào? Đang coi cái tên. BB 61 luôn à? Không phải. Không phải. Cái này tới ba chiếc thủy phía sau. Đậu được 3 chiếc, 2 chiếc hoạt động. Cái pháo. Cái này của đồng minh của Nhật ha. IJN battleship 72.000 tấn
fully load chở được 72.000 tấn carry the largest Navy official để mày có để đây cho con đâu. Yamamoto chèm chiếc này rồi chèm 1945 nè, thập này cái thời nó cái chiến tranh thứ hai đó. 386 người thủy thủ American carrier aircraft during lúc đó khoảng 10 cái chứa được nhận 10 cái receiving nhận được 10 cái torpedo 7 bomb hit ok 2498 và 2700 wow là tổng cộng tới 2498 người của, bị chiếc này là chết. Của Nhật chìm Yamato đúng rồi của cần họ đang so sánh giữa hai cái chiếc của Nhật là trong 1944 là Yamato là chiếc này và cái chiếc kế bên kia là chiếc Iowa cái thời so sánh hai bên so sánh hai bên đó đâu giống như mình so sánh những cái xe điện này của kia cái tàu đó. Như vậy thì Nhật nó vẫn đóng những cái tàu rất là lớn cũng thời điểm đó mà có những tàu này quá lớn dữ rồi cũng quá lớn, dữ Nhật lớn chứ. Ừ các bạn biết không? Ồ nước Nhật có xíu mà nó đóng được cái tàu cũng kinh khủng không? Cái chân vịt đó. À bốn cái thúc bin. Bốn cái đồng chân vịt ha, đúng rồi. Ở bên kia cũng bốn chân vịt luôn ha. Ở bên kia cũng bốn thúc bin luôn. Cái chiếc Nhật tàu cũng rất lớn chứ không nhỏ đâu không à. Rồi. Lớn lắm. Đúng rồi, đây là các bạn. So sánh giữa chiếc Yamamoto và chiếc Iowa. Đây là bán đồ lưu niệm đó các bạn. Họ mở ra để cho mình vào, mình có thể mua những cái đồ lưu niệm mình cần. Mấy cái áo jacket cũng khá đẹp. Thường thường mấy áo này hay làm ở Việt Nam lắm. Cô vô là coi cái này ở China. Costco là có làm ở Việt Nam. Đó. Jimmy là thích nón nè. Đúng rồi. Hai Jimmy ha. Yeah. Michael bên Iowa, bên Midway hồi xưa Michael cũng mua quá trời đồ. Michael thích nón, thích cái này. Mấy cái áo jacket bán này các bạn 68 đồng cái jacket này. Cái beanie. Beanie là cỡ Mỹ. Nón chắc kiểu mấy đồng chứ đâu có rẻ. 40 hả? Ui chà. Không rẻ đâu. Nón họ theo cũng khá đẹp ha. Yeah. Này Việt Nam nè, Việt Nam veteran nè. Cựu chiến binh Mỹ. Cựu chiến binh tham chiến Việt Nam. Cựu binh Mỹ. Navy. À, US Navy, cái này cũng cool nè. 40 hả? Dạ. Yeah. Cái này 20 hả? Dạ, yeah, cái này 20. Cái này cool nè, cái này cũng đẹp nè. Úp. Mấy tờ báo. Đây là đuôi máy bay các bạn ha. Thì các bạn thấy đuôi máy bay nó cũng có ba cái cà nông hồi nãy mình thấy đó. Làm cái chỗ mình ngồi ăn đó các bạn. Đây là cái chiếc Chinook. Đây là đuôi của máy bay, đuôi của chiếc Iowa các bạn ha. Nó có cái
những cái dây lúc mình họ neo đó thì họ sẽ dùng mấy cái này dây này. Bên kia là cái cầu lúc nãy mình đi qua. Ok anh Jimmy, bây giờ là mình ở cuối của cái cuối tàu. Chiếc Iowa, chiếc battleship Iowa số 61. Hôm nay mình trải nghiệm cũng gần 2 tiếng ha ở đây. Đúng thì anh chia sẻ những cảm nghĩ của anh về cái tàu chiến của Mỹ mà họ đã tham chiến Thế chiến thứ hai và Nam Bắc Triều Tiên. Anh chia sẻ những cảm nghĩ của anh vừa rồi. Thì sau khi đi một vòng ở bên trong thân tàu cũng bên ngoài thì tôi có mua được một cái quyển sách tóm lược cái lịch sử của cái chiếc Iowa này từ lúc mà nó hạ thủy đó năm 1940 cho đến cái hiện tại là nó nằm ở cái cảng này. Tổng thể thì nó là một cái chiếc tàu chiến lớn có kích thước lớn dùng để tham chiến trong cái chiến tranh. Mục đích của cái người sản xuất ra tạo ra cái chiếc tàu này, họ cũng muốn có cái tham vọng để mà lấn áp cái đối phương về cái kích cỡ cũng như là cái khẩu pháo trên cái tàu như mình đã thấy. Thì hồi nãy khi mình đi qua cái phòng lưu niệm thì mình thấy nó có một cái chiếc tàu của Nhật. Yamamoto. Kích cỡ nó tương đương. Nó cũng không nhỏ hơn. Như vậy mình thấy rằng là trong cái chiến tranh mỗi cái chính phủ của mỗi quốc gia đều có cái tham vọng rất là lớn. Chiếc tàu này hồi nãy họ thống kê cái giá tiền thời điểm đó là 110 triệu đô. Đúng rồi. Cũng rất là lớn. Đúng rồi. Nó chỉ đơn thuần mới là một chiếc tàu chiến. Nhưng mà mình thấy Nhật nó cũng sản xuất ra kích một cái cỡ tàu tương đương. Cũng 4 túc pin luôn. Cũng quá dữ ha. Cũng 2 dàn pháo trước và dàn pháo ở phía sau. Cũng có sân bay ở phía sau. Như vậy thì đến thời điểm hiện nay thì cái chiếc tàu của Nhật nó đã bị chìm. Bị đắm. Bị chìm. Chết gần 3.000 người các bạn. Và cái chiếc này nó đã được đi về cái cảng gọi là nghỉ hưu đi. Cũng còn tương đối nguyên sau thế chiến thứ hai đó. Nó cũng có mấy lần bị tấn công ở cái mạng tàu hồi nãy mình có coi. Như vậy thì cái sứ mệnh nhiệm vụ, có thể là cái nhiệm vụ của cái tàu này nó cũng đã hoàn thành một cách là thành công. Bởi vì trong chiến tranh mình biết rằng là khi ra trận mà có quay trở về thì cái người đó đã đạt được cái thành công trong cái cuộc chiến rồi. Đúng rồi. Rất là nhiều tàu chiến đã bỏ mình lại tại các cái trận chiến. Giống như hồi nãy mình thấy họ so sánh đơn giản hai cái kích cỡ như nhau. Như vậy thì đây cũng là một cái thành công trong cái quân sự của cái chiếc tàu này. Do vậy người ta cũng dùng nó làm một cái bảo tàng để công chúng có thấy được cái quá trình lịch sử của nó. Lịch sử của nó và những cái... Cũng như là họ cũng tự hào về cái thành công của cái thiết bị này, của cái thiết bị quân sự này. Đó cũng là một thành công. Tại vì nếu như mình ở trong quân đội, mình được một cái thành tựu nào đó, nó là một cái thành công trong cả hành trình của một cái con người 100 năm đổ lại vân vân. Thì như vậy thì theo tôi thấy cái chiếc tàu này nó cũng đã đạt được cái thành tích rồi. Thành tích. Những chiếc tàu khác có thể nó có những cái thành tích lớn hơn, nhưng mà mỗi cái nó có một cái đặc điểm khác nhau. Cơ bản cuối cùng thì mình thấy là một cái tàu chiến lớn cũng đã phục vụ mấy chục năm, đã đạt được cái thành công trong cái sự nghiệp quân sự của mình. Nó cũng như là một người lính. Bây giờ nó nghỉ hưu, nó nằm tại đây, nó nghỉ ngơi tại đây. Thì trong cái lịch sử của quân sự, người ta cũng hay tôn vinh những cái chiến công của những cái chiến sĩ như một cái chiếc tàu, cũng như một cái con người, một cái người lính bình thường. Đúng rồi. Đó là cái cảm nghĩ của tôi sau khi mình đi tham quan một vòng chiếc tàu Iowa 61 này. Quá hay. Cho Michael hỏi anh cái chiếc Yamamoto lý do nào nó bị chìm, anh có đọc kỹ không? Mình chưa có xem kỹ, nhưng mà có thể mình sẽ tìm hiểu thêm, là mình bỏ một cái phần cuối của cái clip cho mọi người tham khảo. Hoặc là mình có thể nói thêm cái thông tin về đó bằng cách là
mình tìm hiểu cái thông tin trên mạng. Đúng rồi. Mình ghép thôi, chứ thật ra bây giờ nó cũng đã chìm rồi thì mình cũng đâu có thông tin, đâu có thể tận mắt nhìn thấy được. Đúng rồi. Như vậy thì cái việc cái giá trị của một cái chiếc tàu nó đã phục vụ sau một thời gian, bây giờ nó nằm tại cảng này, nó nghỉ hưu này, thì mà mình lên tận mắt sờ thấy nó thì nó cũng cảm thấy là lý thú ha, rất là ấn tượng và lý thú. Đúng và rồi. Mình học hỏi được nhiều. Đúng rồi. Đó, Michael nghĩ là với một người kỹ thuật như Michael làm thì Michael thấy vào mỗi lần vào những cái trải nghiệm này đó, vào những cái chiếc tàu mà hồi đầu thập niên 1900 họ đã build thiết kế như vậy rồi đó, là cái kỹ thuật này cũng có trước đó khoảng 20-30 năm trước rồi, rồi họ mới làm đóng thành sản xuất thành một cái tàu như vậy đó, cho nên mình thấy là rất là ấn tượng và rất là amazing, tiếng Anh là kinh khủng. Đó thì cái chia sẻ hôm nay của Michael thấy là một cái chia sẻ đáng ghi nhớ cho một cái tàu chiến thời trong quá trình lịch sử chiến tranh. Rồi cái ý kiến riêng của Michael về cái tàu Yamamoto đó thì nó chìm, hồi nãy Michael có đọc lên khoảng chừng năm 1941-42, tại mình bị học á, là biết là kết thúc chiến tranh thứ hai, kết thúc khoảng 1945, đúng không? Thì khoảng thời điểm đó là Mỹ cũng có tấn công Nhật, sau khi bị Tân Châu Cảng, bị cái Pearl Harbor bị Mỹ bị tấn công, rồi họ mới thả hai cái bom Nhật. Và trong chiếc tàu Yamamoto này, không biết cái thời điểm đó nó bị chìm cái thời điểm đó hay xong, mà chết quá nhiều người, gần 2.700 người. Cho nên mình nghĩ là cho nên lúc đó là cái thời điểm đó mình sẽ kiểm chứng lại, chia sẻ với các bạn thêm cái thời điểm nào mà cái tàu Yamamoto nó chìm. Đó, một cái tàu mà tương đương với cái tàu kích thước cương thương. Dạ. Thì đó cũng là cái phần nội dung cuối cùng của cái ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Dạ. Quan tâm về cái thiết bị vũ khí cũng như là trong cái quân đội. Dạ. Lĩnh vực quân sự là một cái lĩnh vực có rất là nhiều cái điều lý thú để mọi người tìm hiểu. Cho dù không phải ai hay tất cả mọi người không có muốn chiến tranh xảy ra. Đúng rồi. Nhưng mà trong thực tế thì điều đó cũng rất là khó. Do vậy cái công nghệ quốc phòng nó luôn luôn ngày càng phát triển liên tục. Có thể là các cái quốc gia có tiền, thậm chí các quốc gia nhỏ hơn họ vẫn bỏ tiền để cải tiến các thiết bị quân sự, đầu tư thêm. Do vậy về phía công chúng như chúng ta đây tìm hiểu biết trong lịch sử nó có những thiết bị gì, hiện tại mỗi quốc gia nó có những cái gì. Đó là một cái lĩnh vực rất là rộng lớn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có rất là nhiều điều lý thú khi bước chân vào cái lĩnh vực thiết bị quân sự này. Quá hay. Cũng như là một cái thiết bị khoa học của những cái ngành nghề khác, ví dụ như là ngành y tế, ngành giáo dục, ngành dịch vụ du lịch, vân vân. Mỗi cái ngành hay còn gọi là một cái lĩnh vực có những cái đặc trưng rất là hấp dẫn. Quá hay. Dạ. Đó thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hai anh em chúng tôi ngày hôm nay, để mà đi đến cái tàu tận mắt xem những cái chia sẻ từ Jimmy và Michael. Và trong tương lai các bạn sẽ hy vọng các bạn sẽ theo dõi anh Jimmy trên cái channel anh nói về chuyên về thiết bị quân sự của Mỹ và những cái lịch sử của nó. Thì mong các bạn theo dõi anh Jimmy trong tương lai. Và hẹn các bạn trong những clip chia sẻ sau. Dạ. Tôi nghĩ chào các bạn. Rồi, thank you các bạn. Bye bye. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân. Và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.